Cô Vi. Sống gì bằng á? Hôm nay đi tắm hồ ăn sầu riêng. Trời ơi, đi bơi sao ăn sầu riêng không vậy? Sầu riêng ăn mỗi mua trời trời. Không ăn là chuyện gì? Anh ngồi đây dưới gió, ngồi trên gió tự Mỹ nó té ngửa chứ. You guys swimming? Yeah. Jasmine? She wants to go pick up floaties. Oh. Say hi. Say hi. Say hi to the camera. Oh, what happened? You look like an alligator with that thing. Your eyes popping out. You good? You tight? Okay. Can I hold it? Yeah, later. You can swim or jump, I can record you. Yeah. Yeah. You know how to swim? Go. No, I thank you.